Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, nhằm đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, Sở Công Thương Đồng Nai đã và đang thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin khuyến mại ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Hệ thống được viết trên nền web với tên miền là http://dkkm.dongnai.gov.vn và đã được kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2020. Qua gần 6 tháng đi vào hoạt động, hệ thống đã tiếp nhận xử lý trên 2.600 hồ sơ đăng ký khuyến mại của doanh nghiệp, chiếm trên 36% tổng hồ sơ đăng ký. Đây là phần mềm đăng ký thông tin khuyến mại đang hoạt động với tên miền dkkm.dongnai.gov.vn. Phần mềm hoạt động trên giao diện website giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ liên quan đến hoạt động khuyến mại 24/7. Phần mềm cũng giúp theo dõi, cập nhật về trạng thái hồ sơ đã nộp như đã tiếp nhận, đã xử lý, từ chối tiếp nhận, lý do từ chối và điều chỉnh lại hồ sơ kịp thời nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Thông tin khuyến mại sau khi được hệ thống xử lý cập nhật trên các trang thông tin điện tử giúp người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhanh các thông tin khuyến mại theo danh mục bất kỳ. Doanh nghiệp có thể gửi thắc mắc hay phản ánh của mình tại trong web và bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành phản hồi kịp thời, nhanh chóng. Việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến như vậy sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả cao. Việc này thì trước tiên sẽ giúp cho thương nhân có thể các cái thao tác đăng ký, điều chỉnh, sửa đổi cái chương trình khuyến mại của mình thông qua cái giao diện website theo cái cơ chế 24/7 thì sẽ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cái công suất của mình. Cái thứ hai nữa là khi mà các cái thông tin về các cái chương trình khuyến mại này được đăng ký trên cái giao diện website thì sẽ được hệ thống xử lý và sẽ được cập nhật các cái thông tin về các cái chương trình khuyến mại này trên hệ thống. Cái thứ ba nữa là những cái thắc mắc hay là các cái khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện cái chương trình khuyến mại này thì có thể là giao tiếp tương tác qua cái phần mềm này. Thì Sở Công Thương thì có cái bộ phận chuyên môn là phòng quản lý thương mại sẽ ghi nhận những cái này để có cái trao đổi tương tác và giải đáp thông qua cái phần mềm này. Đối với công tác quản lý nhà nước, việc ứng dụng công nghệ sẽ làm giảm áp lực làm việc của cán bộ, giúp xử lý các nghiệp vụ chuyên môn nhanh, chính xác hơn. Thông tin các chương trình khuyến mại và các đối tượng liên quan được lưu trữ lâu dài, thuận tiện truy xuất để quản lý và đối chiếu về sau. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá các chương trình khuyến mại của công ty đến người tiêu dùng biết và tham gia. Thì Sở Công Thương rất mong muốn là các cái phương tiện thông tin đại chúng thể góp phần quảng bá cho cái hệ thống thông tin khuyến mại của ngành công thương theo cái địa chỉ là đăng ký khuyến mại .dongnai.gov.vn để mong là người dân và doanh nghiệp biết đến, trải nghiệm và sử dụng để nhằm góp phần nâng cao cái tỷ lệ mà người dân và doanh nghiệp sẽ thông qua cái phần mềm này để thực hiện các cái chương trình khuyến mại. Thì dĩ nhiên là việc thay đổi thói quen thì không thể là một lúc, nhưng mà khi chúng ta đã thực hiện thì chúng ta sẽ thấy được cái tính tiện lợi của nó, việc tiết kiệm chi phí thời gian đi lại. Hiện các doanh nghiệp có thể lựa chọn 4 hình thức thực hiện thông báo khuyến mại là thông báo qua đường bưu điện đến các sở công thương nơi tổ chức khuyến mại, thông báo trực tiếp tại trụ sở các sở công thương nơi tổ chức khuyến mại, thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan, thông báo thực hiện khuyến mại qua chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các sở công thương công bố, thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do sở công thương cung cấp. Rõ ràng, trực tuyến hiện đang là hình thức mang lại nhiều tiện lợi so với những cách thức truyền thống, nhưng hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được phần mềm này, nên tỷ lệ hồ sơ đăng ký khuyến mại trực tuyến từ đầu năm đến nay mới chỉ chiếm trên 36%. Để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiếp cận được với phần mềm, Sở Công Thương đã ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, công khai số điện thoại phòng chuyên môn để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ. Một trong những hoạt động ý nghĩa của Sở Công Thương Đồng Nai gần đây là việc kết nối các sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh.
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm OCOP giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình một cách có hiệu quả nhất. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP Đồng Nai bắt đầu khởi động vào cuối tháng 3 năm 2019. Đến nay, Đồng Nai có 17 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Một vấn đề đặt ra hiện nay là việc quảng bá thương hiệu và tìm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm này ra sao, khi hiện có rất ít các sản phẩm OCOP được đặt chân vào siêu thị và các trung tâm thương mại. Đây cũng là một trăn trở của ngành công thương. Để quảng bá hình ảnh và giúp các sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường, Sở Công Thương Đồng Nai đã thực hiện nhiều chuyến xúc tiến thương mại đưa sản phẩm này đến với các nhà phân phối. Ngành công thương thực hiện theo cái kế hoạch chương trình xúc tiến thương mại của mình và theo cái chỉ thị 46 của tỉnh ủy về quản lý và chỉ đạo về cái chương trình OCOP. Thì ngành công thương là chịu cái trách nhiệm trong cái khâu là phân phối các cái sản phẩm này. Do đó thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã lên cái chương trình kế hoạch, nhưng mà do vì cái bệnh Covid nên là đến cái thời điểm này mới tổ chức, và từ nay tới cuối năm thì chúng tôi tập trung nhiều cái chương trình để mà xúc tiến cái thương mại cho cái sản phẩm OCOP này. Đây là một trong những cái nhiệm vụ thôi, còn là về cái sản phẩm OCOP thì cũng là nhiều cái nội dung hỗ trợ nữa, như là hỗ trợ xây dựng website, hỗ trợ tập huấn, hỗ trợ kết nối. Đây là buổi kết nối các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm bán hàng Việt do Sở Công Thương tổ chức. Tại buổi kết nối, các sản phẩm OCOP chưa đổ vào các hệ thống này đã giới thiệu cho những nhà phân phối nét nổi bật sản phẩm của mình, mong muốn được kết nối, quảng bá hình ảnh tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các điểm bán hàng Việt trên địa bàn. Để được kết nối với hệ thống siêu thị thì là nó là một cái cơ hội để mà cho doanh nghiệp để phát triển. Đã tổ chức ra một cái chương trình thực sự là ý nghĩa để góp phần là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập như bên An Hòa Hưng này có cơ hội để đưa cái sản phẩm tốt tới tay người tiêu dùng. Đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán hàng Việt đánh giá rất cao các sản phẩm OCOP của Đồng Nai và đều mong muốn có các sản phẩm này trên kệ hàng của mình. Tất cả các sản phẩm hiện nay đang ở trưng bày ở đây rất là tốt cho vào cái hệ thống siêu thị, và tôi cũng mong muốn rằng tất cả các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao sẽ lần lượt vào siêu thị Lotte và tập đoàn siêu thị Lotte nhiều hơn nữa. Sau cuộc họp này tôi sẽ về liên làm việc với bên trung tâm thu mua của siêu thị Lotte Đồng Nai và trung tâm thu mua chính ở Nam Sài Gòn, cùng nhau liên lạc với nhà cung cấp để đưa những cái sản phẩm tốt vào siêu thị. Ngày hôm nay thì khi đến cái buổi kết nối với các sản phẩm co-op thì thật sự là mình biết được nhiều sản phẩm của địa phương, cũng như là những cái đặc thù, cũng như là những cái thế mạnh của các dòng hàng sản phẩm ở khu vực của mình. Thì siêu thị cũng có nhắm tới một số sản phẩm để mà đưa vào siêu thị bán. Thì hiện tại siêu thị cũng đang có 2 chi nhánh ở Long Khánh và bên Thống Nhất. Thì những cái sản phẩm này gần như là cũng có một số đã bán lại ở siêu thị rồi, và cái chất lượng và cũng như được người tiêu dùng đánh giá rất là cao. Thì thêm một số sản phẩm mới đây như là cacao Trọng Đức thì siêu thị cũng sẽ nghiên cứu để đưa vào siêu thị để mà buôn bán phục vụ bà con thời gian tới. Chúng ta sẽ phát triển thêm bên cái lĩnh vực mà những cái điểm du lịch nữa, rồi những điểm dừng chân vân vân, và các cái điểm bán hàng Việt của Đồng Nai. Hiện nay đã xây dựng là 18 cái điểm bán hàng Việt, và hàng năm là tiếp tục xây dựng, và những sản phẩm này là sẽ được ưu tiên vào đó. Và sau khi mà cái tòa nhà của cái trung tâm khuyến công phát triển công nghiệp hoàn thành thì sẽ có một cái phòng showroom để trưng bày các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP. Hy vọng trong tương lai gần, sản phẩm OCOP của Đồng Nai sẽ có mặt trên các kệ hàng của siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán hàng Việt trong tỉnh. Qua đó giúp doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Chuyên mục Hội nhập kinh tế xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.